Sở thuế đã chính thức tuyên lời cảnh báo với người dân đóng thuế của Mỹ. Người Mỹ phải báo cáo giao dịch 600 đô từ cái nền tảng thanh toán đối mặt với rủi ro kiểm toán. Sở thuế đã nhắc nhở người nộp thuế báo cáo các giao dịch từ 600 đô trở lên. Được thực hiện thông qua các mạng thanh toán như Venmo, PayPal và Cash App. Khi cơ quan này tìm cách thu thập dữ liệu về việc làm bán thời gian và hợp đồng phụ, một hành động mà các nhà phê bình cho là lạm quyền của chính phủ. Trong một giải thích gần đã được đăng trực tuyến, Sở Thuế đã cho biết đạo luật về cái kế hoạch giải cứu người Mỹ 2021. Bất kỳ các khoản thanh toán nào thực hiện sau ngày 11 tháng 3 của 2021 vượt qua 600 đô đều phải được báo cáo. Mục tiêu này là của quy tắc báo cáo mới của các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người làm công việc phụ hoặc là hợp đồng bán thời gian để có thêm thu nhập. Trước đó cái ngưỡng báo cáo là 20.000 đô và giao dịch 200 giao dịch trong một năm dương lịch. Tuy nhiên quy tắc sửa đổi áp dụng cho mỗi giao dịch. Cơ quan này cho biết quý vị sẽ nhận cái mẫu biểu 1099K trước ngày 31 tháng 1 nếu trong cái năm dương lịch đó quý vị nhận được khoản thanh toán từ tất cả các giao dịch thẻ thanh toán như là thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ lưu trữ giá trị và các thanh toán qua mạng thanh toán của bên thứ ba giao dịch của những ngưỡng báo cáo tối thiểu. Nguyên tắc báo cáo này không áp dụng cho khoản thanh toán phi thương mại như tiền thuê nhà, kỳ nghỉ, thực phẩm hoặc các giao dịch một lần như bán gì đó trực tuyến. Biểu mẫu 1099K sẽ được gửi bởi các nền tảng thanh toán đó qua các giao dịch thực hiện. Cơ quan này trong trường hợp sẽ nhận được biểu mẫu do nhầm lẫn, hãy liên hệ với tổ chức thanh toán PSA để liệt kê biểu mẫu 1099K hoặc đưa ra lời giải thích trong tờ khai thuế. Việc không thông báo các giao dịch trên biểu mẫu 10199K đó có thể khiến sở thuế kiểm toán vì cơ quan này nhận được một bản sao của biểu mẫu. Có nghĩa là kiểm toán tiếp tục. Nó sẽ dắt quý vị không còn đồng xu. Đạo luật giải cứu ký quỹ người Mỹ 2021 hay ký gói kích thích Covid là một kế hoạch trị giá 1.900 tỷ Mỹ kia được Quốc hội thông qua bởi ông Biden ký thành luật. Sự thay đổi gần đây từ mức 20.000 đô và 200 giao dịch thành 600 đô cho mỗi giao dịch. Một phần là dự luật khiến dự kiến sẽ xác định người Mỹ không báo cáo toàn bộ tổng thu nhập của họ cho chính phủ. Một cuộc khảo sát gần đây bởi thực hiện liên minh công bằng vì 1099K do eBay, Etsy, Mascari, OfferUp, Postmark, Reverse Trade thành lập được phát hiện rằng 86% người bán hàng bình dân kiếm tổng doanh thu dưới 5.000 đô la vì mặt hàng bán vào 2021. 47% được hỏi họ không biết về các yêu cầu báo cáo mới của sở thuế. Trong 40% các quy định mới gây khó khăn cho nền kinh tế thì 74% cho biết họ bán hàng trực tiếp để đáp ứng các chi phí cá nhân cần thiết. 69% được hỏi cho biết họ sẽ cân nhắc việc ngừng bán hàng trực tiếp do các biện pháp mới. Và đó là tiếp tục là gì? Tiếp tục dắt túi chúng ta là tác giả Naven. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình bản tin nóng tiếp theo của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.